Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi tới mùa bóng đá rồi đúng không? Dạ. Đứa có xem bóng đá không? Mọi đứa ra hết đất mùa gái thầy đi. 1, 2, 3, mày đá nè. Ủa tao hỏi mùa bóng đá làm gì mua lên cho dễ nãy à. Đây. Rồi ra rất 10 cái em. Mới xài chưa chỉ cách Dubai Việt Nam mà sáng nữa thôi. Sút. Không vào. 10 cái. Hết đất. Ai ốt đi mà. Rồi để cho Thận hết đi. Dạ rồi. Anh hết gì vậy? Ủa trời ơi. Thận. Em nhận mặt thầy hả? Hết đất thầy. Hết đất thầy. Hết 10 cái nữa. Rồi tới mùa bóng đá đúng không? Dạ đúng. Thì mùa bóng đá là gì? Thể thao. Dạ đúng. Nên là anh em mình sẽ quay đánh cầu lông. Thầy, tự nhiên tới mùa bóng đá mà đánh cầu lông là sao thầy? Không đâu vô đâu luôn. Ủa thầy, sao hôm nay thầy nói chuyện không có logic gì trơn thầy? Thì bây giờ mình cuộc sống mình không cần phải logic. Wow. Cảm giác thiệt là hột thẳng. Ủa không, đánh cầu lông là bích bon đúng không? Dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa không, đánh cầu lông là bích bon đúng không? Bích bon. Sao? Tiếng Anh bích bon. Ví dụ mình bị đớt thì mình đã có đừng hay đọc tiếng Anh của em. Bích bon nào. Này có em bị trúng hai gần này, gãy hai gần luôn. Có đâu? Hai gần trong nè. Hai gần cối á thầy. Gần cối thôi. Trời ơi. Rồi. Cái gì? Nhưng mà chơi cầu lông em đâu biết chơi thầy. Thế đó xong chưa? Chưa. Dạ tiếp. Ủa gì kìa thầy? Đi đi ba. Nói cho thầy. Cái gì muốn đánh không? Dạ không. Dạ không. Ba cầu lông là em đánh lắm. Đúng rồi. Em chỉ cần một mắt thôi. Thầy mà cho em chơi là em đánh. Dạ. Ôi mà mẹ em mới đánh hay thầy. Ok, em lúc nào đánh cái gì cũng hay, em chơi cái gì cũng hay hết trơn á. Thầy thấy ví dụ này là giận đi. Là bên đó nó đủ đi. Em chỉ cần nhắm một mắt là. Trời ơi. Đủ quá. Mất một chiếc dép. Thấy sao? Này chị của em bên Malaysia về đánh cầu lông với anh em mình. Ôi con gái đứa mà săn téo rồi. Nội răng cái lại em biết gì đâu. Rồi thì hôm nay nói chứ các bạn yêu cầu anh em mình làm clip đánh cầu lông nhiều quá. Dạ. Nên là thầy muốn mấy đứa làm clip cầu lông cho bạn xem. Ok. Đứa hay sao? Hay quá, hợp lý luôn thầy ơi. Đúng rồi đó thầy. Vậy là được đi săn cầu lông. Rồi. Đúng. Đi săn chuyên nghiệp. Rồi. Ok. Ok, hôm nay mấy anh em mình sẽ đi săn cầu lông nha bạn. Chứ sao cả. Sân cầu lông. Đánh ngay sân ở nhà nữa. Mình đi săn đi. Nè, tôi nói cho chú biết. Anh em mình á bây giờ là thời đại 5.0 rồi, không có chơi ở nhà nữa. Đúng rồi. Anh em phải chơi một nơi thật là hiện đại. Đúng rồi. Một nơi có dấu ấn lịch sử của anh em mình. Anh em biết chưa? Ok, ok. Rồi giờ mấy đứa đi vô chuẩn bị đồ đạc đi rồi. Let's go. Let's go. Em yêu thầy, em yêu thầy. Thầy ơi. Trời ơi, hướng cái dạo luôn rồi. Trời ơi. Gạt bao. Quét. Thầy đỏ. Rồi, tao thầy lên đây, tao thầy lên. Được rồi. Xong luôn rồi, giờ này mấy cũ. Giận cũ rồi. Giận cũ luôn hả? Đúng rồi. Giận của em 2000kg rồi thầy. Trời ơi. Trời ơi, giận của em đâu mà lấy cái nồi ra đánh vậy? Đầu tư cái mũ nè. Gì vậy? Chống lỗ đầu hả? Đúng rồi thầy. Đó. Dẫn lỗ nha. Lỗ, có em lỗ nè. Rồi anh Yến chạy đâu vậy? Dạ. Ai sao chị nãy chạy em với em đi đổ chết luôn. Mượn cái vàng cho em đi đánh cầu lông với các bạn luôn. Thì giờ có tiêu á em. Cái này cái quạt ba tiêu của ta mà. Quýnh lắm thầy. Của ta của ai? Của em với chị. Là ta xé luôn á thầy. Sao nói vậy? Bạch cứu tên. Trời ơi, quá cho bạch ơi. Rồi, giờ anh em mình chuẩn bị đồ xong chưa? Dạ rồi. Đồ đẹp. Em vậy em chưa đi. Trời ơi. Nè, áo nè, quần nè. Đó, dài luôn nè đó. Ôi. Cái gì anh bán? Dạ hơi dơ nha. Nè thầy biết gì không? Em nghe thầy nói dẫn đi sân quốc tế. Em điện alo mẹ em liền. Mẹ. Mẹ dẫn cho tiện con chạy ra ngoài shop ngoài mua đôi giày đi quýnh cầu lông liền. Ôi dạ. Đó, biến liền. Dài này chắc mấy chục năm rồi em. Anh em biết shop ở đâu không? Sao tao? Shop ở giữa dây chai á. Rồi ok. Màu đẹp ha. Nhưng mà thầy không báo là hôm nay quay nhà. Làm tốn cái áo cho em
đặt đi ăn Tết mà. Đúng rồi đó, hy sinh để quay clip luôn đó thầy. Bộ đồ này hy sinh gì nghệ thuật rồi đó thầy. Thầy biết săn xeo nhiêu tiền không thầy? Dạ, trời ơi. Trời, trời ơi, ơi. Xa xơ giữa chiến trường. Trời có 50 ngàn nha. Bộ đồ này mà 50 gì bộ đồ để ăn Tết mà em lấy đi quấn cầu lông luôn á. Hai xuôi mấy rồi thầy. Cái 50 ngàn mà nó hai xuôi mấy. Tự nhiên bận rồi giờ tháng thầy làm gì? Trời ơi. Rồi bây giờ bắp không với nội nè. Dạ. Nói chung là cái sân ở ngoài chỗ mà ở ngoài huyện của mình á. Dạ. Là sân quốc tế. Dạ. Còn cái sân của mình là sân quốc quốc dân. Gì? Em đang thắc mắc là sao mà thầy không có mini hay là sao mà thầy không có thì em sửa. Đúng rồi, lấy pin đi. Cái sân ở đây mình đánh nó sẽ kiểu như tiện hơn hiểu không? Với lại sân nhà quýnh kiểu lực gần được. Giờ đi ra đó đông lắm bạn ồn á, quen không được đâu. Ok. Với lại thầy biết vô không? Gì? Anh em mình không biết quýnh nó ra ngoài quýnh tào lao người đúng ta rồi, cười chết. Đâu quần luôn á. Đâu quần cái gì đâu quần. Em nè. Em ngoài em quýnh á, càng đông người em càng quýnh dữ. Quýnh dữ thì người ta hốt em đi. Hốt em đi vô mấy sân nhà động quốc tế á thầy. Đi lâm câu. Đi lâm câu á. Sai rồi, không biết hỏi có bước được vô tới cái cổng không nữa. Thôi giờ vô bắp thăm nè, đừng có vòng nữa. Dạ. Rồi xong thầy đi. Dạ. Bắp thăm là bắp thăm sao thầy? Bây giờ anh em mình sẽ có 10 người để chia đội. Em mới thấy cái lá gì nè. Chia đội. Bây giờ đây có 10 cái thăm. Dạ rồi. Rồi dạ, tương đương đến tương đương 5 đội. Dạ. Đúng rồi, cặp đôi đó. Em chào. Ê vậy làm gì? Làm gì mày? Rồi. Trả thăm hay trả thăm không? Đây. Em bắt trước rồi. Bắt hả? Em dạ. Bắt trước luôn hả? Rồi. Em với bà Trang nữa xong rồi. Em nhá, xong rồi đó. Còn anh Tân em biết rồi. Bắt rồi, anh Tân với chị nữa xong. Bảo bắt luôn. Rồi. Vô đó. Nó bị dính vô ngoài nó buông ra được. Nó dính vô rồi. Quay. Quay tại sao? Trời ơi. Trời tại sao? Nó dính vô rồi. Trả thăm. Ủa gì? Đã bốc thăm mà cái cặp đôi. Phạt rồi. Cá đó năm cái dài đây thầy tướng đi hết sao nổi thầy xong nổi năm cái không nổi nữa thôi đó rồi ngồi nói lắng nghe luôn đây nè hết lẹ nè thầy quay cho bạn xem nè thầy kêu vứt đất vứt cho trận nè thầy, em mới mặt thấy rồi rồi thầy giao trên nè ok sẽ cặp đôi đúng không dạ yeah. Trong đây sẽ có từ 1 đến 5 dạ yeah. Lượt chơi như thế này đội 1 sẽ đấu đó đội 2 dạ đội 3 đấu đội 4 dạ đặc biệt đội 5 sẽ vô thẳng vòng tứ kết em phải cố gắng vô đội 5 tại vì em không biết quýnh đội 5 có gì em được lấy giải nữa đúng rồi đó đội 5 là cái đội không làm mà đội có ăn luôn á đúng rồi dạ. cái giận này thầy biết rồi đó biết hả rớt rồi đó giờ vô trả thầy để chiều thầy vớt cá ăn dạ vô bơi đi ok ha được rồi rồi thấy được chơi chưa dạ rồi cái gán này đội 5 nó rất là đặc biệt dạ nói chung là vậy đó dạ ok rồi bóc đi đi xuống đi sao thằng này mở màn không được chứ em đi em xào đi thanh niên này quậy quá đúng rồi tao bóc trước luôn trẻ bà rồi bóc đi em bóc chính giữa được không thầy được luôn dạ rồi trời ơi giơ cái tay thầy luôn rồi trời ơi trời ơi lụa nữa lá này nha ba rồi ba ơi bớt lại lên hả? Rồi xoáy em Văn thầy đúng rồi ủa thầy em không lấy cái này đâu cho em mượn đấy em mới lấy chùi sao nhăn dữ thầy sao nó nát bét vậy thầy thôi thầy đừng có khui ra này chắc anh Thịnh anh dò sao rồi lại cho anh Thịnh anh giột tay anh cái anh bóc gì nè thôi thẳng được rồi thì rồi trả dạ anh em số mấy em số 1 em được chơi trước đúng rồi quan đúng rồi quan em là truy ai đừng cái bọn này đúng rồi em nói sẽ gặp nhau em nói sẽ xong rồi vô rồi tiếp tục nè one two lẹ ma ơi phải rồi năm luôn vậy anh ba không được anh ba không có được quýnh mà dẫn vô vòng chung kết luôn vậy tại vì anh ba bị le nên được ưu tiên rồi anh ba đi ra đây đúng nghĩa với câu người khủng lồ không làm mà đợi có ai đúng rồi đó để em ơi số 2 số 2 bọn hãng đâu em ơi hãng ơi đừng gì hãng em số 1 phải em sơ hở là em xỉu mà sơ hở là xỉu nè em số 1 em là báo nhất luôn á mà em chơi người ta gì đúng không em quýnh hay lắm mày em mới hay rồi em quýnh cách cái giận luôn rồi đi qua
số 4 chưa có nha bạn. Dễ mời số 1 mới tại. Rồi hãy mở giùm cho em hết nổi phải không? Dạ. Chậm chảo hết nổi đúng không? Dạ. Số 3. Số 3 ngoài hả? Chưa. Chưa có. Chưa mày. Tên 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 tên. Một người bị đi, một người bị lé. Số 4 đợi ai? Số 4. Ai em số 4 à. Ai được không thầy? Thả qua đây đi, đổi đi, đổi. Ủa thầy, em quýnh lương viên mà sao vô quýnh được thầy? Thầy, em muốn lương viên gì? Muốn lương viên đánh cầu lông cái gì? Cho anh xin đổi bộ. Em muốn bộ ấy. Không em. Thầy ơi, em cũng xin đổi bộ. Số trời đã định em số mấy? Em đổi. Em số mấy? Em số 3. Số 3 qua thằng Khang. Em số mấy? Em số 4. Số 4 qua anh Trọng. Rồi vậy nha. Ok. Rồi đúng rồi, thằng dùm thầy đi. Dạ. Trời ơi, thanh niên này nhiễm thanh niên mãn cái gì? Em đối với game này. Tăng 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 tăng. Rồi. Bây giờ đội 1 đấu đội 2. Dạ. Đội 2 đâu? Dạ. Đội 2 đâu? Dạ em. Em. Cửa gì á? Em muốn mày biết rồi thầy ơi. Dạ nó nằm cái cho tỉnh. Có bình thản cái này. Đội 3 đâu? Dạ. Đây. Đội 3 đấu đội này đúng không? Dạ. Rồi. Anh ơi, anh em mình vô ngủ. Điên lẹ. Xin chào quý vị. Rồi. Yeah. Rồi. Bây giờ chuẩn bị dụng cụ để thi đấu. Okay. Thầy ơi. Thầy chưa nói giải thưởng mà thầy. À, giải thưởng. Đúng rồi. Quên. Dạ. Cái gì trên hết hả? Không thầy quên thì nó kỳ lắm thầy. Giải thưởng đi biết. Bây giờ đội giải nhất. Dạ, giải nhất là số 1. 3 triệu. Cái gì? 2, 1 triệu. Yeah. Ủa anh em 1 triệu mà dê dữ hả? Giải nhì lắm em. Dạ rồi, em. Giải 3, 500 ngàn. Yeah. Dê nhỏ thôi, dê nhỏ thôi. Lại, thầy nói lại thầy. Không nha, không rảnh nha. Rồi, giờ vô đi. Okay. Vậy nha. Dạ. Rồi, giờ hai đội đã chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Rồi, đội số 1 sẽ phát bóng trước nha. Dạ. Thầy ra đầu chơi. À, phát cầu lông. Rồi, đội số 1 sẽ là người phát cầu trước. Dạ. Thầy giao được chơi nè, bây giờ sẽ đánh 15 trái. Dạ. Thường giải quốc tế thì đánh 21 trái đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao mình không đánh 11 trái cho nó nhanh luôn thầy? 11 trái thì ít quá. 15 trái nha. Dạ rồi. Đánh hơn nữa xíu. Dạ. Rồi đội bên em có đặt tên gì không? Dạ có. Đội em là Cash. Gì? Cash. Cash. Đúng rồi. Là gì? Là chưa hết cầm ra nè. Cash. Cầm lưỡi nè. Cash. Rồi Cash. Dạ con mèo đó. Con mèo. Sao? Bên em là con. Thầy. Thầy cho em đi. Rồi đi xin rồi, đi lẹ đi em. Rồi xiết. Ok. Rớt tiếng Anh là gì ta? Không biết thầy. Không biết thôi. Không lẽ giờ bây giờ em lấy cái giải thưởng em về em cho tiền đi học lại tiếng Anh chứ. Trời ơi em làm như học giỏi lắm nha mày. Còn làm gì mà không có tiếng Anh nữa. Rồi bây giờ đội bên số 1 phát bóng trước nha. Dạ. Phát cầu lộn. Lấy gì bây giờ ôi lộn anh Caramel ơi. Anh ra anh mở cổng giùm em cho hai anh niên này ghé xe đi ra luôn mới được. Ừ ghé ghé đi. Chứ anh niên này quýnh có được đâu. Rồi chuẩn bị. Chuẩn bị vô nè. 3 2 1 phát cầu. Em ôm nó là biết cầu quýnh có được đâu. Chỉ số 0-0. Đúng rồi. 3. Rồi, không có nữa nha bạn. Rồi, 1-0 dành cho đội con rớt. Ốm nè. Rồi, phát bóng của phát cầu đi. 1-0. Khỏi cần đếm em, thầy đếm cho. Quê. Rồi. Một cú đánh của Lan Chi thục. Rồi, trả cầu cho bên đây đi em. Trả cầu em. Em có thắng đâu mà em đòi quê em. Trời ơi. Rồi 2-0 dành cho đội rớt. 2-0.
Rồi một pha đỡ cầu của Lan Chi hụt nha bạn. Rồi ba không tiếp tục phát cầu. Cái gì vậy bà nội? Em ăn rồi, tại vì đây mà. Em đâu được chụp em. Nhưng mà nó gớt xuống mình em mà. Không có gớt ngay mình, gớt nào gớt đụng đất đi rồi em thắng. Em thắng được chưa? Yeah. Rồi, em thắng hơn rồi. Thua. Luôn. Nhưng mà em đừng có đỡ là em thắng. Cậu chưa đụng đất mà. Rồi 4-0. 4-0. Nè, nói lời trên nè. Dạ. Từ bên thẳng phải phát qua bên Lan Chi nha bạn. Phát bên Minh Thoại là sẽ thua. Dạ. Rồi các bạn nghĩ đơn giản vậy thôi. Dạ. Rồi tiếp tục. 4-0 à? 4-0. Đó. Sao quá? Dạ. Rồi 5-0 dành cho đội. Dành cho đội con rết. Trời. Rồi tiếp tục. Nè, chân không được chạm mất nha, nhớ rõ. 6-0. Rớt. Ủa mời quýnh mạnh lên Lan Chi ơi. Rồi 7-0 dành cho đội. Rớt. Tiếp tục, tiếp tục. Dạ, tiếp tục. 7-0. Rồi 1-7 dành cho đội. Cáp. Rồi phát cầu đi em. Một pha đánh của Minh Hội dưới lưới nha bạn. Rồi chuẩn bị 8-1 dành cho đội rớt. Rồi 9-1 dành cho đội rớt. Có vẻ là đội của Minh Hội Lan Chi là cái chỗ để cái chỗ để lỗ hổng á bạn. Cái lù á thầy. 9-1 hay 0-1 ta? Nhiều rồi khán giả. 9-1. Tiếp tục. Trời ơi, thẳng nó chấp luôn kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, qua lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, qua lên. 29. Hai chín dành cho đội rớt. Ủa cát cái gì thầy? Quên. Trời ơi. 0-2 dành cho đội của Skip. À, cho hỏi cho bà đội bên đây có tinh thần thoải mái không, đánh kỳ vậy? Dạ còn xíu này ơi. Thẳng ơi về chỗ hẳn. Rồi chuẩn bị. 0-2. Phát cầu. Rồi 3-0 dành cho đội Scat. Yes. Còn 7 điểm nữa không sao. Đúng rồi, chỉ số hiện tại chỉ có gắt 7 điểm thôi. Nặng nề nữa lại. Có nặng đâu. Rồi tiếp tục. 3-0 nha bạn. Ngoài sân. 4-0. 0, 4-0. Ai đụng nó rồi? Đụng nó rồi. Chuyện đó là chuyện của em chứ hề đâu liên quan. 5-0 dành cho đội Scat. Tiếp tục. Kéo hai. 6-0. Đứng lại đi. Còn có mấy điểm nữa kìa. Được. 6-0. Tiếp tục. 6-0. Dưới lưới 7-0. Chăm sinh 5 phút mất cười quá. Anh Cai Cam ơi, mở cửa nhanh đi anh Cai Cam. 7-0, chỉ số hiện tại gác chỉ 3 điểm thôi. Vô. Trời ơi, chứ cậu chỉ mà vô trời. Đó. Em chạy ở đâu vậy? Mất cười đây. 1-7. Dành cho đội Scott. Đúng rồi, quá hay. Quá
kế tính nha bạn. Bố 1 dành cho đội rớt. Vậy là chỉ còn một trái nữa thôi là đội rớt thắng nha bạn. Rồi chuẩn bị phát cầu. Cái bay vậy mà chứ hả? Anh camera đây mở cửa cho gọi về. Không sợ chứ biết ai hơn ai đâu. Rồi xin chúc mừng đội rớt chiến thắng. Cái em từ bỏ môn cầu lông này luôn quá. Thì, em quýnh không hay nhưng mà em vô đội em là đội em hay luôn á. Nói chung là đội em hơi xu em ơi. Thôi sao? Em xin lỗi bên thoại nhiều lắm luôn thầy. Giờ lỗi trực tiếp rồi xin lỗi cái gì nữa. Thì anh comment dẫn xe ra giùm em cái thầy. Thôi đúng rồi. Vậy là giờ em không làm cũng có ăn rồi thầy. Đúng rồi em. Ngồi không được giải ba nữa. Ồ, dở. Rồi. Bây giờ đội 3 với đội 4 chuẩn bị. Ok. Dạ. Còn đội em sao thầy? Tụi em về. Mình đi về á. Đi về em. Thôi đi vô trong cậu Vũ đi à, chị à. Rồi. Tiếp theo là đội của số 3 và số 4. Thầy. Hồi nãy đội nãy đặt tên con vật đúng không thầy? Đúng rồi. Em đặt trái cây chơi vậy đó. Rồi, đặt tên gì? Em banana. Banana ông ơi. Trời ơi, không biết tiếng Anh mà đặt tên. Có tên luôn. Rồi. Quanh cọ mấy lần. Vậy. Trời ơi, tào lao. Quanh cọ mấy lần. Watermelon. Watermelon. Họ tiếng Anh. Trái dưa hấu hả? Ngắn hơi mà. Em banana. Banana. Chuối nha. Rồi cho chuối và trái dưa hấu. Ok vậy đi. Đọc dài quá đọc nổi. Rồi. Rồi đội ba quay trước. Mình chú 4 à? Bên em đội 3. Trời ơi trời. Rồi, à, chưa. Chưa lại. Trời lại hai. Không dám em banana đơn. Rồi chuẩn bị bắt đầu. 2 3 vô. Đó. Trời ơi. Rồi, không ra lưới. 1-0 cho đội banana. 1-0 dành cho đội banana. Trái chuối. Quay từ từ đi. Hả? Quay từ từ cái nhân cái này. Ủa cái gì vậy? Bò như là chết trời ơi. Cái chảo đó sao mà không quết nổi. Ê, bò em bò rồi với chị nước xuống hả? Ê, em tháo cái đó muốn hiểm cái đi. Dốc dạ. Rồi đem cái vỏ vô luôn kìa. Bò dữ quá. Đâu có vỏ đâu thầy ơi. Rồi chuẩn bị đánh đàng hoàng lên nha. Dạ, trời ơi. 1-0. Ôi chảo. Ôi mày. Vô. Sao? Một đều dành cho đội dưa hấu. Một đều dành cho đội dưa hấu. 2 Quy chơi. 25 Quay chơi. Quay. Quay chơi. Rồi 2-1. Lớp tôi đã dùng chiêu cuối của tôi. Phải dành cho đội dưa hấu. Rồi vô. Sao mà đánh luôn nhỉ? Rồi vô. Trời ơi. Ủa trời. Trời ơi. Trời ơi. 2 đều. Ok. 2 đều. 2-1 Nãy 2-1 rồi em. Đợi gian. Trời ơi. 2 đều. Tiếp tục. Trời ơi. Chị kia đánh. Đi chơi đánh chảo luôn nha bạn. Dạ bắt ra chưa luôn hả? Chảo kìa chưa. Chết luôn. Chảo luôn. Dạ thua gì? Nè bên đây hình trọng chơi, bên đó hình thang chơi luôn. Chơi luôn. Mày vô đây. Rồi chết luôn. Ngoài 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 ngoài. 3 đều. Thôi giờ tôi không giải cho anh em nữa. Anh Khang Bên đây nghỉ rồi. Nghỉ lấy chảo rồi đánh tiếp không? Chơi luôn. Cái gì vậy? Chú lý mà. Thằng bồ em nó từ trên núi xuống hay gì á? Thôi em không biết nữa.
3 4 2 4 3 nha các bạn. 4 2 thầy. Nãy mới 3 điều. Em mới gian quá chồng ơi. Là em ba nó lương mà. Rồi 4 3. Quay chạy về với chí cũ em. Chạy về chứ. Dẹp vô lại chung chung chân chung chân. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Rồi. 5 3. Mày. Chóng. Mày. Quên thôi này ơi. Rồi. Nhém nó lên nóc nhà nha các bạn. 6 3 là 6 3. 6 3. Rồi 4 4 6. Đây em đó. Trời. Ôi trời. Hết bát rồi em, mình chạy đâu dữ hả? Hết bát rồi. Trời. 7 14. Rồi ok. 7 4. Bảy bốn. Trời ơi thục luôn. Tự nhiên cái dứt sữa ăn. Rồi chiến thắng dành cho đội. Về bên này. Banana. Vậy ba gì em? Thấy gì thầy? Em mới cầm được cái chảo em chưa được quánh luôn á. Vậy ba gì? Ủa chứ gì thầy? Hai em ra vòng dưới xe rồi đấy. Rồi đợi hai đội chiến thắng chuẩn bị đi. Em không ngờ đội em nó tệ rồi mà còn đội này tệ hơn đội em nữa chứ. Đợi hai đội chuẩn bị về ăn hủ tiếu gõ đi em. Coi trận chung kết nữa chứ thầy. Ok. A few moments later. Vậy là hai đội thắng là vô vòng trong rồi nha các bạn. Yeah. Rồi bây giờ thầy nói nè, đánh 15 trái hơi lâu nên là rút gọn lại đánh 11 trái thôi. Đúng rồi, đánh nhanh đi để cho đội này về thôi. Đúng rồi, giờ đội nào thắng sẽ vô gặp đội của Thận và Điên. Và Tân. Lê Điên. Trời ơi nói kỹ trời. Rồi vậy nha. Rồi ai thua sẽ được giải ba luôn. Dạ. Không quan trọng, miễn anh em mình vui là được. Ok. Rồi chuẩn bị. Đội đội nào phát cầu ta? Vui vẻ là chết với tiền bạc mà mời nha thầy. Ok. Đội nào phát cầu ta? Em chứ, em đội 2 mà. Rồi đội sau này phát cầu đi. Giờ em nợ lụm cầu cũng được chứ. Dạ. Rồi chuẩn bị. 3 2 1. Phát cầu. Cái gì đó? Dạ. Làm đúng lớn. Dạ hết 5 cái cho thầy đi. Phát cầu. 1 2 3. Vô. Vô em ơi, vô vô. Ơi tình là hỏi đình nghe chưa? Lẹ em ơi, lẹ lên. Thời gian có hạn. Đó. 1 0 dành cho đội. Rồi em con rớt đúng không? Rớt. Rồi. Một cú đập quá nhanh quá nguy hiểm nha bạn. Một đều. Hai một. Thầy không biết. Thầy có quyền mà. Hai một. Ok, 3-1. Có vẻ là đội bên này chiến hết mình rồi. Không biết đập thì thua đi em. Không biết đập thì thôi chứ sao giờ. 3-1. 2-2. 2-3. 2-3. Chị lắm được chứ. 4-2. Em ơi, ra sân em ơi. Lẹ lên. 4-2. Rồi, dưới lưới. 3-4. Rồi. Một cú đập quá nhanh, đỡ thì Trang đỡ không nổi nha bạn. Đội đi yếu quá. Chuẩn bị như rồi 5-4 không 6-4. Trời ơi rồi không qua sân nha bạn. Vậy là 5-6.
gỗ đập xuất sắc của Văn Thản. Anh nghe cho đạp không tại bên em không biết đạp. 7 năm. Rồi ra ngoài nhé bạn. 6, 7. Hiện tại đội của bên bên gì quên rồi. Rồi đập xuống đất nha bạn. 7 đều cho đội banana. Rồi 8-7 8-7 dành cho đội banana. Rồi cố gắng cứu cầu nhưng mà không thành công nha bạn. 8 đều luôn rồi. 8 đều dành cho đội của con rết. Dạ. Tiếp tục đi em. 8 đều. Rồi cú đập ra ngoài. Mạnh tay quá nha anh Trọng. Rồi 9-8 dành cho đội con rết. 9-8 rồi 0-8 thì Trang đổi cầu dưới lưới nha bạn. Rồi tiếp tục. Về bà trước à. Rồi 9-8 đúng không? Hả? Nhiều. Không 8. Ai tôi về bà là thứ hai nha. 0-8. Trận trái cuối cùng. Liệu có thắng. Rồi xin chúc mừng đội con đất. Yes. Anh cho em mở cửa em về cái cho em. Rung chuông vàng đi, rung chuông vàng. Rồi giờ em vô vòng trong. Dạ. Rồi. A few hours later. Rồi, vậy là đội chung kết sẽ diễn ra vào buổi chiều hôm nay nha các bạn. Rồi giờ anh hai đội bắt tay cái đi. Rồi chuẩn bị. Thì đội bên đây chưa đánh lần nào nên bên đây phát cầu nha bạn. Rồi giờ mình sẽ đánh 11 trái thôi. Được chưa? Vẫn là 11 trái. Chung kết ngày hôm nay ai sẽ giành được trị giá 3 triệu đồng và cúp huy chương và anh thời đại. Chuẩn bị phát cầu. 1-0 dành cho đội Điên lé rồi vô. Rồi 1-0 dành cho đội Điên lé. Một pha cướp cầu của Văn Thản rất là tệ. Rồi 2-0. Có vẻ là đội của anh Tân rất mạnh nha bạn. Ba không dành cho đội. Ủa rồi dưới lưới thì quên. 1-2 dạo này hơi mất trí nhớ nha bạn. 1-2 1-2 2 đều. Sao tiếp tục phát cầu. 3-2 dành cho đội Điên lé. Rồi ngoài sân dành cho 4-2. Anh lé phải đỡ. 4-2 dành cho đội Điên lé. Tiếp tục phát cầu. Xong tiếp đi mọi người. Đúng rồi. Đúng. Rồi ra ngoài. 3-4. Rồi tiếp tục. 3-4. Hiện tại chỉ số rất là gần kề. 3-4. Rồi phát cầu lộng bên nha bạn. Rồi 5-3. Tiếp tục. Rồi có vẻ là Văn Thản thấy Thanh Tân bệnh quá kén nên đập dưới lưới nha bạn. Rồi 6-3 tiếp tục.
phá cao. Bên. Go. Một cú đập của anh Di khá là dư lực. Rồi tiếp tục. 7-3. Rồi. Bên đây hơi ghén nha bạn. Rồi. Rồi. Rồi pha dùng hết lực để đập xuống đất của Giang Thản. Rồi tiếp tục. 8-3. Rồi một pha dư lực của Giang Thản tiếp tục là 9-3. Cố lên. Em ơi em đừng nóng giận quá, nóng giận mất hay em ơi. Có vẻ là bên đây rất là căng, bên đây thì rất là vui. Sao lại sao? Ok. 9-3 tiếp tục em. Còn hai trái nữa thôi. Chết. Rồi, một pha bỏ nhỏ của Văn Thản. Lên đi trời. Mới tiếp thôi mà bỏ nhiêu rồi thầy? À 49 em. 49. 49. Trời ơi. Một pha đập cầu của Thanh Tân. Một pha đập cầu của Anh Tân. Rồi lỗi. 59. Rồi 59. Một pha. Bên đây đỡ mà thục nha mày, cái ra ngoài luôn. Nói chung là ăn mai. Rồi 05. Dứt sợ. Dứt sợ. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Rồi phát cầu lẹ đi em. Dứt sở 05. Hết điểm. Rồi pha đập cầu rất căng của anh Thản Đồng. Tiếp tục. In. Bảy không. Tiếp tục là Thản Đồng. Yeah! Xin chúc mừng đội Tiên Má chiến thắng nha bạn. Tính ra em là chung lỗi với Tăng mà anh Tăng quýnh không à, em không quýnh hết á. Đúng rồi, nói chung là em lợi. Ok. Nói chung là đội em mạnh trong trứng em ơi. Dạ. Là còn mạnh còn vô vòng trong. Còn đội em sao thầy? Mạnh em thì yếu xìu. Later. Rồi. Trái thưởng này làm gì buồn dữ hả? Em buồn quá thầy ơi, đúng rồi. Em buồn trong thằng bạn em. Đúng rồi, thằng cố em. Đúng rồi. Thôi đừng buồn, nói chung là giải nhì được rồi em ơi. Nhưng mà đội ta mạnh. Nhưng không sao. Đỡ không có giải. Có giải gì? Đỡ không có giải. Đúng rồi, đúng rồi, là anh gọi đó em. Thôi đừng ghẹo nữa. Rồi giải thưởng nha, của em ngày hôm nay. Ôi, ôi, ôi. Đi lấy cái máy cắt cho anh. Cắt cho đem đi bán vàng nè. Rồi giả nè. Quay quá thầy. Chơi thường. Em nghĩ đi thầy mua nguyên cái cúp đó vàng thiệt thì thầy của thầy chắc tới núi rồi đó. Dạ, tưởng thầy dạo nó là gì. Rồi mấy ông lấy em đây trả lời. Đây, 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 đây. Không, mà cái này là mấy loại cho chị tinh thần rồi đây. Ờ, cái gì tinh thần. Trong danh của bà. Đúng rồi, ok ha. Rồi. Editor đâu đây vậy? Rồi, thầy giao giải thưởng 3 triệu dành cho em. Ừ rồi. Rồi, ở đây lấy thầy 3 triệu đi. 1 triệu. 1 triệu. 2 triệu. Anh Tân. 3 triệu rưỡi vậy thầy. Nói em, nói em. Anh Tân. 3 triệu rưỡi nè. Anh còn nhớ lời hứa không? Cái gì? Lời hứa cổ vũ. Đúng rồi. Em lấy 200 mà. Em lấy. Em 1 triệu đúng không? Đúng rồi. Rồi 1 triệu dành cho em. Đúng rồi. Rồi. Em này. Rồi gửi đây 5 xị. Cảm thầy. Ok. Cảm ơn thầy nhiều. Ok. Rồi vậy ha. Dạ. Ủa sao em đâu có 5 xị này vậy? Em không biết anh Tân cho thầy. Đó. Vô đây luôn nè. Anh Ba có lần xị cho em không? Nè anh Ba. Anh Ba. Anh Ba. Thầy biết em có điều muốn nói. Nói đi. Ấy chết tiệt cái tao này. Em nghĩ sao mà tiền, mặc dù em quýnh được con lần rồi nhưng mà em cũng phải có tiền chứ. Ừ. Thôi vậy là rồi. Em quýnh con trái là 3 triệu rồi sao? Cảm ơn ba. Rồi anh Tân đừng có đâu, nghệ tình. Rồi. Yeah. Thôi vậy chia của gì thôi thầy. Cất luôn. Thầy không biết nha. Dạ. Đúng rồi. Chia của gì thầy không biết nha. Ok. Rồi giờ kết clip chào bạn đi. Ok. Nếu bạn thấy video đánh cầu của bên em mình hay thì cho anh em xin một like. Like và kêu chung. Để ủng hộ mấy anh em ra nhiều tập hơn nữa nha bạn. Còn bye bye. Ủng hộ để có tiền để thầy dẫn anh em mình đi sân bự bự nha. Đúng rồi. Anh có tiền tím á. Okay. Đúng rồi thầy.